Từ lúc hắn nhìn thấy ba đầu U Minh Lang liền chạy như vậy, mai tới lúc này hắn mới thở dài được một hơi, quần áo ở sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, nơi đây quả nhiên rất là nguy hiểm. Đến với sân vận động phần viện Tử La Thánh, lúc này các vị lão sư bổn viện đều là hai mắt nhìn nhau, ngay cả Mục Trọng Thiên đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây là việc mà một đứa nhỏ gần 8 tuổi có thể làm được sao? Như là việc làm nền vũ khống chế băng cầu kia, có thể nói là tính chuẩn. Cuối cùng ba cái băng cầu đó có chứa lực lượng hồi toán đã làm ra tính quyết định. Họa thủy đồng dẫn, một lực lượng của thuần mã dọa chạy ba đầu U Minh Lang. Vô luận là tốc độ ứng biến của làm nền vũ hay là lực lượng khống chế đều là biến tròn biệt méo đấy, quả thực có thể nói là một phương thức đổi hoàn mỹ. Mục Trọng Thiên lúc này vỗ đùi hồi lớn, đứa nhỏ này ta muốn. Thứ bọn hắn cần tuyển chọn chính là thiên tài, mà không thể nghi ngờ, Lam Minh Vũ lại có được tất cả những tính chất đặc biệt của thiên tài. Hiện tại đưa hắn ra ngoài sao? Lão sư ngồi trước màn hình hỏi, làm sao những lão sư này lại có thể không cảm nhận được biểu hiện của Lam Minh Vũ rất là kinh diễm đây. Từ La Thành đương nhiên không phải phần diện nguy nhất tham gia khảo hạch, mà khảo hạch này bao trùm toàn bộ phần viện tại trong Thiên La Tinh. Người tham gia rất đông, nhưng mà những đứa trẻ có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cũng không nhiều. Tuy phong hồn của Lam Miền Vũ cũng không có mạnh lắm, nhưng mà phản ứng của hắn cùng với sức phán đoán thì lại rất hoàn mỹ. Cho dù một hồn sư trưởng thành gặp phải tình huống như vậy cũng chưa chắc có thể xử lý tốt được hắn như hắn. Tiếp tục xem hắn có thể nào làm tới trình độ nào, cái này cũng là một loại huấn luyện cho hắn. Đây là lần đầu tiên Lam Miền Vũ đối mặt với hồn thú, tuy rằng hắn đã dọa chạy được ba đầu U Minh Lang, nhưng chính hắn cũng đã bị dọa đến quá sức, đây chính là hồn thú, chỉ thiếu chút nữa hắn đã biến thành món ăn của ba đầu U Minh Lang đó rồi. Cái thế giới xả tường này thật sự là quá chân thực sự là hắn không dám tưởng tượng, nếu mình bị U Minh Lang cắn lên trên một cái sẽ là cảm giác như thế nào. Sau khi tuần mã dọa chạy U Minh Lang, là thoải mái nhàn nhã một lần nữa trở lại lướt sông mà nằm xuống, nó cũng chưa từng nhìn Lam Miền Vũ một cái. Lam Miền Vũ đột nhiên cảm thấy cái thôn mã này giống như cũng rất đáng yêu đấy. Nếu như nó không chủ động công kích mình, thì mình cứ một mực đứng bên người của nó là tốt rồi. Nếu như lại gặp tình huống như vừa rồi, thì lập lại chiều cũ có vẻ cũng rất tốt. Lam Miền Vũ lúc này tới một nơi cách thôn mã không xa ngồi xuống. Hắn đưa lưng về phía thôn mã, lại hướng bốn phía cảnh giác mà nhìn. Đã có giáo huấn lúc trước, nên sau đây hắn một chút cũng không dám khinh thường nữa rồi. Sự thần chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Rất nhanh hắn lại thấy có hồn thú xuất hiện. Những hồn thú này đại đa số là tới bờ sông uống nước, nhưng cũng có những con vì thấy hắn mà đến bờ sông. Một khi những hồn thú kia có hành vi tiến công Lam Miền Vũ sẽ tới gần thôn mã, những hồn thú kia cũng không dám tiếp tục tới gần hắn. Vô luận nói như thế nào thì thôn mã cũng là một đầu hồn thú nghìn năm. Ở trong giới hồn thú cũng có phân biệt rõ ràng đẳng cấp đấy. Trừ phi... Phanh, 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 một tiếng trầm thấp vang lên, rừng rậm chung quanh cũng có vẻ rung động nhẹ vì địa chấn. Thôn mã đang nằm ở trong nước sông đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lửa biếng của nó toát ra vài phần cảnh giác, mà những hồn thú khác đang uống nước quanh bờ sông cũng đều nhìn về phương hướng phát ra âm thanh kia. Ngao một tiếng, đúng vào lúc này một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền tới từ trong rừng rậm. Những hồn thú lúc trước cũng là ngó nghiêng ra, thì sau đây đã không chút do dự mà chạy nhanh bỏ chạy, mà ngay cả đầu thôn mã khổng lồ kia cũng không ngoại lệ. Tình huống như thế nào vậy? Thôn mã đứng chạy, trong nội tâm của Lam Hiền Vũ quính lên, cái đầu thôn mã này đã bảo hộ hắn một đoạn thời gian, hiện tại lại chạy thì hắn lại phải làm sao bây giờ? Trong sừng sẫm, một đạo thân ảnh nhỏ mang theo bạch quang nhanh chóng bay về phía của hắn. Lam Miền Vũ lúc này vốn sững sờ, ngay sau đó hắn liền nhận ra đạo thân ảnh kia không phải ai khác mà chính là Diệp Linh Đồng. Nàng chạy trốn thật là nhanh, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lam Miền Vũ, mà lúc này gần như là khí lực để bú sữa mẹ cũng bị Diệp Linh Đồng lùi ra dùng cả rồi. Nàng đem thiên long bá thẻ phóng tới mức tận cùng mà xông về phía trước. Lam Miền Vũ nhìn nàng chạy qua trước người của mình, nhưng có vẻ như ngay cả nhìn nàng cũng chưa từng nhìn chính mình. Hắn mơ hồ là trông thấy trên mặt của Diệp Linh Đồng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng vào lúc này một vật quái vật khổng lồ chạy ra từ trong rừng sẫm. Đó là một đầu cự trường toàn thân trắng như tuyết, thân cao chừng 4 mét, hai tay dài ngoằng. Luận hình thể thì nó không có mập mạp như thôn mã, nhưng mà tốc độ của nó lại nhanh hơn thôn mã rất nhiều. Một cái bậc đã nhảy xa hơn 10 thước, mà mục tiêu của nó chính là Diệp Linh Đồng.
Thấy cái cục diện này, làm Hiền Vũ đâu còn dám do dự. Hắn quay đầu cuồn cuộn bay, bên trên tay phải của hắn xuất hiện ra kim quang lập lòe, kim văn làm nguồn thảo đã bám vào bàn tay. Vừa bắt đầu cháy, hắn đã cảm thấy cảnh vật hai bên xẹt qua vùn vút, tốc độ cháy trốn cũng đã cực kỳ nhanh. Trên thực tế thì tố chất thân thể của Lam Hiền Vũ tuyệt đối là mạnh hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Dù sao mỗi ngày đều được ăn những thứ nguyên liệu quý hiếm, hơn nữa huyết mạch của hắn cũng đã rất khác với mọi người. Lúc này đấy, năng lực bổ sung của kim văn làm nguồn thảo đã bị hắn thúc giục lên, làm lực lượng cùng với tốc độ của hắn bạo tăng. Nó là còn ra nhanh hơn so với Diệp Linh Đồng vừa chạy qua người của hắn. Âm thanh đầu cự viên màu trắng rơi xuống đất không ngừng truyền đến từ sau lưng. Rất nhanh thì Lam Hiền Vũ đã đuổi tới bên người của Diệp Linh Đồng. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mỗi lần hắn gặp được Diệp Linh Đồng cũng không đều có chuyện tốt. Lần thứ nhất thì nàng là cùng với ba của nàng tới nhà hắn, liền làm cho hắn mê đi. Về sau lại nhiều lần nhắm vào hắn. Hiện tại ở một chỗ tiến hành ra khảo hạch hồn tổng hợp tố chất, nàng lại còn dẫn nguy hiểm tới trước mặt của hắn. Khi Lam Hiền Vũ lúc này vọt qua bên người của Diệp Linh Đồng thì nàng mới nhìn đến hắn. Ngươi sao ngươi cũng ở chỗ này? Diệp Linh Đồng lúc này thở hồng hộc nói. Lam Hiền Vũ lúc này ở tức giận, lời này phải là ta hỏi người mới đúng, ta vốn chỉ cần ngồi đây chờ cho khỏe người, lại dẫn một cả đại dầu hỏa qua đây. Ta cũng không muốn, ta vốn định ẩn nấp bên trên cây thì lại phát hiện ra một tiểu hầu tử màu trắng trên đó, nhìn nó rất đáng yêu nên ta chỉ là nghĩ ôm nó một chút, nhưng nó không cho ta ôm lên, ta bắt lấy nó cố rồi ôm lấy. Sau đó thì cái thứ đằng sau lại chạy tới. Lam Hiền Vũ lúc này ở liếc mắt, không cần hỏi hắn cũng hiểu rõ, Diệp Linh Đồng bắt con người ta có thể nào không tức giận sao? Thế nhưng mà ta đã đem tên tiểu tử kia trả cho nó rồi, làm sao nó còn thù ra như vậy? Diệp Linh Đồng ủy khuất nói. Lam Hiền Vũ nói, ngươi còn ủy khuất được nữa sao? Đó là tàm nhãn ma phiến, một loại hồn thú rất cường đại, nhìn hình thể kia của nó chỉ sợ đã có tới ngàn năm tu vi, trong cánh rừng rậm này có thể lẽ nó là chúa tể. Chính ngươi muốn chết thì thôi, vì cái gì mà còn làm liên lụy tới ta có thù oán gì với ngươi sao? Tung, tung, tung. Trong lớp bọn hắn nói chuyện thì đằng sau, tam nhãn màu viền đã đuổi tới. Chính như Lam Hiền Vũ nói vậy, cái đầu hồn thú này đúng là có địa vị bá chủ ở trong cánh rừng sấm, là cũng là tồn tại mạnh nhất ở trong lần khảo hạch này. Vận khí của Diệp Linh Đồng thực sự không còn là tốt bình thường nữa rồi. Sau lưng có từng trận gió mạnh kinh khủng kéo tới, đã có kinh nghiệm từ trong trận đánh mới U Minh Lang, Lam Hiền Vũ không chút sợ dự nào mà nhảy tới bên cánh. Hắn cùng với Diệp Linh Đồng là đồng học, nên khi nhào ra thì tay phải của hắn cũng theo kéo theo làm Diệp Linh Đồng, hai người đồng thời ngã phẳng sang một bên. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Linh Đồng ở trong miệng hét lên, nàng đã ngã lăn thành đất hồ lô của mới làm Hiền Vũ. Uyên một tiếng, ở lê bọn hắn vừa chạy lúc trước, một đạo thân ảnh cự đại màu trắng đột nhiên xẹt qua như cuồng phong, mặt đất bùng lỗ, luồng khí liêu kinh khủng đập vào trong mặt làm cho bọn hắn bay ngược sang một bên. Lúc này đây, Diệp Linh Đồng ngã bên trên người của Lam Hiền Vũ, mà trong mắt cả hai đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Lam Hiền Vũ lúc này mãnh liệt đẩy làng ra hét lớn, tách ra mà chạy. Hắn vừa nói ra vừa đưa tay ném sau một cây băng chùy. Cây băng chùy vào tới trước hướng của con mắt thứ ba của tam nhãn ma viên. Sau khi làm xong thì Lam Hiền Vũ cũng quay đầu bỏ chạy. Tam nhãn ma viên vừa mới xoay người đã thấy được băng chỉ kéo tới, hơn nữa còn bay tới phía con mắt thứ ba quan trọng nhất của mình, thì nó lập tức nổi sẵn, nó vùng tay đập vỡ băng chỉ rồi lao thẳng theo Lam Hiền Vũ. Diệp Linh Đồng lúc này ngây ngẩn cả người, nàng chỉ thấy Lam Hiền Vũ tránh đông tránh tây ở trong bụi cây một lát, và trong nháy mắt đó đã không thấy tăm hơi, mà đầu tam nhãn ma viên kia liền cứ như vậy đùa theo hắn rồi. Hắn có phải ngốc hay không vậy, lại dám công kích tàm nhãn màu viên? Diệp Linh Đồng thì thào lẩm bẩm. Trong nội tâm của Lam Hiền Vũ lúc này đang rất phiền muộn. Vừa rồi đương nhiên là hắn cố ý vùng ra băng trí, bởi vì hắn biết rõ yếu hại của tàm nhãn màu viên là con mắt thứ ba của nó. Lam Hiền Vũ lúc này công kích nó con mắt thứ ba, việc này đối với tàm nhãn màu viên đương nhiên sẽ là khiêu khích lớn nhất, tự nhiên có thể giận nó đi. Lam Hiền Vũ cũng không phải thật sự muốn cứu Diệp Linh Đồng, mà là do hắn lỡ nhớ rõ rằng Nana đã từng nói với hắn, vô luận lúc nào nam hài tử cũng phải bảo vệ nữ hài tử, coi như là hắn không thích Diệp Linh Đồng, thế nào thì hắn cũng đều hiểu đây là việc hắn phải làm, giống như lúc trước hắn nghĩ phải bảo vệ mẹ vậy. Không hề nghi ngờ, tam nhãn màu viên là bá chủ ở trong rừng rậm này, trong rừng rậm bị nó đuổi giết cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng mà Lam Hiền Vũ cũng có ưu thế của hắn. Thân thể của hắn lúc này nhỏ lên trên sẽ càng linh hoạt, hơn nữa hắn còn có bộ pháp nào truyền cho.
Trong quá trình di động tốc độ cao, hắn luôn luôn có thể không ngừng thay đổi phương hướng. Trước mặt áp lực cực kỳ lớn như vậy, hắn đây đã là phát huy ra được vượt trình độ. Mắt thấy cánh tay dài của Tam Nhãn Mào Viên đã sắp bắt tới phần lưng, hắn mãnh liệt nhảy tới phía trên phải. Tam Nhãn Mào Viên cũng cuốn tay tức thì, lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này, dưới chân của Lam Miên Vũ đột nhiên nhiều thêm một khối băng. Thân thể của hắn lúc này vừa trượt mà gia tốc tới hướng bên cạnh. Khi đã sắp đụng vào trong một thân cây, hắn duỗi tay trái nhảy lên trên cành cây một cái, cố gắng cưỡng ép cải biến phương hướng của mình mà chui qua khe hở của hai cây. Tam Nhãn Mào Viên không cách nào đi xuyên qua hai cây như hắn, trực tiếp đụng vào trong hai cây đại thú, nó cứng rắn đập đổ ra cả hai cây, nhưng mà tốc độ rõ ràng đã chậm đi một tí. Lam Miên Vũ lúc này lại thừa cơ kéo ra một đống điểm khoảng cách cùng với Tam Nhãn Mào Viên.